Xin chào lũ gà. Gà cái quạc. Quạc. Xin chào, tôi vẫn đang trên hành trình cầm cần mèo chinh phục bóng 6. Nói chung là cay đắng nhiều hơn đắng cay, câu mãi vẫn chưa gặp bóng 6 nào, toàn bóng 4, mà lại còn. Ôi, dây cầu đứt mất rồi. Ai ơi mà. Theo tính toán thì sứa thường 400 tiền, đội vương miện lên 900 tiền, vậy vương miện giá 500 tiền. Đây có lẽ là con cá tôi câu lên xịn nhất với cần mèo rồi. Cục đá lấp lánh này xịn hay đều. Toàn lừa người chơi, đập cho cố rô toàn đá với xương. Cá cam, theo kinh nghiệm câu cá của tôi thì gặp cá cam ở thuyền Plaza là sắp có bóng 5. Bóng 5 đã có, thời gian lên là đẹp cho sự xuất hiện của nhà táng với nhám voi, nhưng mà đứt dây. Buôn đời đi bụi được 2 hôm, gặp anh bán cá hỏi mua tôm, anh nói rằng tôm anh không bán, có cá khổng lồ bán anh mua. Chán cần mèo lắm. Thank you.